Chuyện kể rằng ở Nursus, ai mạnh là có quyền, bất kể xuất thân, văn hóa hay là gia cảnh. Và không một ai nhiệt thành theo đuổi lý tưởng này hơn Darius. À, đấy là chuyện người ta kể thế. Chứ video này thì Đăng sẽ kể cho các bạn nghe về một máy chém Nursus, cầm ấn đồ tể kích hoạt cả hai mốc 6 đồ tể và 6 Nursus, múa diều bồ địch hơn đồ củi. Xin chào các bạn, để xem trên cờ với nắng. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là đại tướng Nursus, với khả năng tăng tiến sức mạnh dựa trên số kẻ địch đã chinh phạt. Thế nên nếu stack đủ sức mạnh từ tộc Nursus thì Darius có thể one shot kẻ địch chỉ với một đòn đấy. Nghe thì khiếp rồi đúng không? Thế mà trận này mình có kích 6 đồ tể cho nó nữa thì các bạn phải vào game ngay mới hiểu được nó gớm cỡ nào. Mình chọn Raven làm huyền thoại dẫn dắt, còn game thì rất là nhẹ nhàng với thành phố bên đầu đầm cua để người chơi không cần phải đau đầu nhiều. Darius rơi ra ngay khi Maokai đấm hôn cua đầu tiên. Người ta bảo là Nursus ra sớm mà không chơi là một tội ác đấy. Thế là mình bắt luôn mấy cái con liên quan đến Nursus cho vào để đếp. Kết thúc 3 ngày mổ cua thì mình có một váy, một kiếm, một gậy, 3 Nursus trên sân, một vài tướng ăn chơi và 10 tiền trong túi. Biết mình đi chơi Nursus nên là game ra ngay lỗi để Marcia. Quá đáng luôn ơi. Quý hóa quá cơ. Thôi em chọn chiến lợi phẩm. Check một lượt thấy các nhã không kinh lắm, mình gấp 4 thêm Irelia vào kích thích đấu cho Samira, rồi lắp luôn cho Darius cái huyết kiếm, sẵn sàng đánh chuỗi thắng. Khởi đầu thuận lợi với các nhà này chỉ có Ire 2 tanh, còn Dam thì bằng 2 Samira cũng hơi ít. Darius vẫn kịp bổ 2 nhát trước khi nằm xuống. Thêm một vàng thưởng từ lõi và tất nhiên là thắng rồi. Snowball trận đấu với việc cho Warwick vừa ra từ cửa hàng vào sân thay Ire và áp 5 thêm Maza vào để bổ sung sát thương phép. Nhà tiếp theo hẳn 4 thách đấu, nhờ có Kalista sớm nhưng mà không có đồ thì vẫn bị bổ như thường thôi. Round này mình lại được thưởng thêm 2 vàng. Quá dễ dàng, Darius tự ra thêm một con, mình bán bớt hết các tướng không liên quan đi để tích đủ 10 tiền. Tạm thời thì chưa có gì cả trở, nhà này đang eco chỉ để hai chết trên sân thôi vì lấy lõi nhỏ như cô võ. Là người được chọn đồ cuối cùng nên là mình chỉ lấy được cái găng 2 tiền nhưng mà vẫn ngon. Có mực trong cửa hàng mình thay chỗ mà ra luôn để có thêm nhiều đam hơn. Gặp một nhà hư không toàn một sao, dù là nhà mình cũng toàn một sao nhưng mà nó có máu, sát thương phép, sát thương vật lý từ Nursus là quá đủ để hạ gục cái đám hư không này, thắp lên ngọn lửa witch đầu tiên. Trách nhà để tránh mất quái chức chuỗi thì mình thấy mẫu ông cũng đang chém với đội hình toàn 2 sao trông rất kinh. Gặp ông này chắc là tắt điện luôn. Nhưng mà điện không tắt rồi, nhà mình gặp lại là một nhà đang eco dùng hư không phải đép. Không những thắng mà còn được thưởng 2 vàng từ lõi luôn chứ. Bắt thêm 3 con cua thì mình có thêm được một ít tướng ít tiền, một BF, một nước mắt và thêm một cái nước mắt nữa. Lắp luôn vô cực cho Darius để thể hiện quan điểm. Đôi Darius này đã làm mình có đủ tự tin để áp 6 luôn ở 3.1 và đôn mạnh để giành lại vị thế nếu mà gặp ông kia. Darius 2 Z2 Darius thứ 4, luôn cố để kiếm mảnh ghép Nursus thứ 6 là cờ lẹt nhưng mà đích thì con nào cả. Vội thế mà vẫn chưa gặp ông kia. Còn cái nhà Ionia sơ khai với Jin cầm một đồ này thì không có cửa với Darius 2 nhà mình rơi. Ba cái lớp bạc này thì chắc chắn mình phải ưu tiên vé hạng đầu người, vì để Snowball trận đấu thì mình chưa dừng việc roll được. Có vé cái roll ngay, cộng một cờ lẹt kích hoạt mốc 6 Nursus. Ngoài ra thì mình có roll được Swain 2 và Kata 2. Vì mua tới ưu đồ cho Darius trước nên là mình lắp luôn Blue cho Kata để đi chợ nhặt đồ cho Darius. Sau đấy thì mình gặp một nhà đã có Afe nhưng mà dàn tanh mỏng, chỉ kịp nhận 3 dao và 2 bổ từ Darius là bay bằng một lượt. Chuỗi thắng của mình lên 7 người. Tầm này thì mình chỉ dè chừng cái nhà chăm máu đang cháy của mình thôi. Dấu tích đánh thế kia mà vẫn chưa có duyên gặp. Nhà này bố thách đấu sớm của Kalista cầm đồ của Yasuo, chắc sẽ là một bài đấu Ionia hoặc là thách đấu carry bằng Yasuo. Nhưng mà chừng nào ra Yasuo thì nói chuyện. Chứ giờ với sức mạnh tuyệt đối 70% trên 70% được kích hoạt từ mốc 6 Nursus thì nhà mình vẫn cửa trên. Kata bung dao lấy đi một nửa máu của Seth và sau đấy thì đại tướng Nursus làm hết. Đi chợ nhìn con nào cũng ngon nhưng mà tới lượt mình thì có mỗi Soraka mặc váy. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, mình đối đầu với cái nhà đang cháy kia. Ông này level 7 rồi, thấy gặp mình cái là ông ấy lắp vội huyết kiếm cho Zinix luôn. Nhưng mà Kata làm quá tốt, nó xoay và cấu đi nửa máu để cắt tới bên kia rơi vào ngưỡng máu tử. Darius vùng gì vào bổ liên tục cho đến khi gặp Zinix đầy máu thì chỉ cấu được một nửa đã phải nằm xuống. Cassiopeia và Samira hỗ trợ kết thúc đi Zinix và kéo dài chuỗi thắng của mình, đồng thời đi khẳng định ai mới là vua. Là nhất. Check lại một lượt các nhà thì thấy ông này đã lên 8 rồi. Xong tới nào lại còn gặp nhau luôn chứ. Mình không update được gì thêm, còn nhà họ thì đã đủ 6 dao nên 4 bắn tỉa. Mặc dù là Darius và Kata đã làm rất tốt phần việc của mình, nhưng mà bên kia kể cả con Chitana ghẻ ghẻ thôi bắn cũng rất đau vì được kích mốc 4 bắn tỉa rồi. Mình tắt đắng ở con số 9. Ở đây lên voi số chó là chuyện bình thường đúng không ạ? Mặc kệ thất bại, mình tiếp tục áp các bậc tiền thừa. Bắt thêm 5 con cua thì mình có thêm một ít tướng ít tiền, một đai, một găng, một giáp và thêm một cái găng nữa. Clip phép dành cho Kata. Mình lên 7 và tiếp tục roll bằng lợi tức thì bắt được khá khá tướng và đặc biệt là có Sen. Sau đấy thì mình gặp một nhà thiện xạ đã up 8 nhưng mà chưa qua phe 2 và cũng không có đồ luôn. Team mình càn quét rất nhanh với những cú phi dao của Kata và cú bổ của Darius. Mình thiết lập lại chiến thắng đầu tiên.
xúc sắc vô tận và thu về trái ngọt đều phù hợp với đội hình của mình. Nên là mình chọn huy hiệu đồ tệ để bổ sung đồ cuối cho Darius và biến nó thành một đại tướng cầm cây diều đồ tệ. Cho nói xong thì gặp ngay Mou Surima, tuy là Asia mới một sao nhưng mà hàng tanh cứng. Có Nasus 2, Sen 2 thì vẫn đủ câu kéo để Darius và Kata nhà mình không thể quẩy hết được. Nên là mình thua và còn lại 85 máu. Không cần phải vội vì máu vẫn còn nhiều và form bài đã đủ. Mình từ từ thôi bằng lợi tức để dát vàng giảm Noxus. Trước mắt thì đã có 6 Darius, 5 Kata, 6 Swain và 8 Z. Thế nhưng mà chưa dát vàng thì đã gặp ngay một con Baron quá sớm. Tất nhiên là mình thua rồi. Mình nhặt thêm một Kata ở chợ để sớm có Kata 3. Tiếp tục slow roll, cộng 1 Darius. Hai round sau đấy thì cũng trồi sụt lắm. Mình thua nhà Yasuo Ionia có Z3 và thắng nhà Asia 1 sao. Trước khi bắt của 4.7 thì mình có Kata thứ 8, Darius thứ 7, Swain thứ 7 và thêm có Da Chốc thứ 2 nữa, quá ngon. Đổ ra một đống luôn. Mình lắp full tay cho Sam, vuốt rồng, giáp máu, giáp gai, bàn tay công lý cho Kata để nó có thêm hồi phục quật quẩy. Đập cái đại bác có luôn huyết kiếm cho Z. Vẫn chưa lên được 3 sao nên là gặp lại Asia Sen 2 Surima này thì mình thua tiếp là điều tất nhiên. Giữ cái đầu lạnh, không phải để mình bị cuốn vào cái vòng xoáy nút D này. Mình hâu 50 tiền và tiếp tục chấp nhận một thất bại nữa. Swain phải chia tay cuộc chơi vì hàng chờ không ưu tiên cho người không có đồ. 5.3 mình up 8 cho Ashok vào sân. Ronald 20 tiền thì mình có Darius 3 và Kata 3 luôn. Tự tin vì hai cái reset vàng mình gặp lại Zinix bắn tỉa. Chả lẽ ông này hết những cái nỗi đau ban nãy bằng việc đấm nguyên san luôn. Mình nhận thêm bà tay ở chợ để bổ sung đạp kết liễu cho Z. Z sẽ giúp Kata kết liễu những con tướng mà Kata bỏ sót. Nhà thiện xạ ngày 1 sao giờ đã lên 9, có update được các chủ lực 2 sao rồi. Nhưng mà có ai thấy có u vắt của ông này đâu không nhỉ? Mất tiêu chỉ với một cú nhảy ném dao của Kata. Sezuba đầu cũng chỉ là một con lợn để cho đại tướng đồ tể Noxus làm thịt. Không một ai có đủ sức chống chịu cho Afe ném phi tiêu. Top 7 rồi bạn ơi. Giờ cũng không update được thêm gì ngoài hai con 5 tiền. Mình để tiền để lên 9 rồi trách nhà với xếp bài rồi. À, ông Asia Sen Surima nãy đấm mình 2 round full house đấy chứ ai. Kasate chỉ kịp đá một phát trước khi nạp xuống cùng cá sấu. Đá sót trâu đấy. Nhưng mà làm sao chịu được một lúc ba con dao vào một cú bổ trời giáng của Darius. Thần quyền phải nằm xuống để cho vị hoàng đế sa mạc bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã. Trả thù đi nhé. Cua hoàng đế cho mình cái hòm đồ lấy cái cuồng đao mà chết tôi không kịp nhặt. Con Baron lúc nãy khổng lồ như nào, mạnh mẽ như nào mà giờ bị đại tướng nó xuất đã dắt vàng cầm diêu bổ như bổ củi. Hai nhát thôi là đủ mang nó đi nấu cháo lươn rồi. Cuồng đao tất nhiên cho Z. Mình đẩy nhanh tiến độ trận đấu lên bằng việc up 9 và cho Gwen vào sân để kích mốc 5 đồ tệ. Cứ tưởng thế thì phải thắng nhưng mà không. Đối thủ hack não xếp ra van trước mặt Darius. Darius bổ liên tục nhưng mà mãi mới hạ gục được ra van. Thì cũng bị Ari cướp mana xong rồi là Yasuo chém và cuối cùng thì phải nằm xuống. Còn ba nhà rồi mình cũng không chủ quan được. Xếp lại đội hình để Darius có thể bổ tốt nhất. Nhưng mà mình chỉ gặp cái bóng của nhà hư không nên là chiến thắng dễ dàng. Còn nhà ấy thì bị Asia chắc cho lúng hết cả bụng. Saiyan có thể tự lên 2 nên là mình không lấy nó mà lấy ấn đồ tệ để kích hoạt mốc 6 của tộc này. Test thử sức mạnh với cái nhà hư không trước khi lấy top 1 nhá. Rất nhanh, rất gọn gàng, áp đảo về sức mạnh và tiễn luôn đối thủ khỏi cuộc chơi. Mình phải thật cẩn thận trong khâu xếp bài, tránh để đối phương outplay lần 2. Giờ mình có cả Kassante 2 rồi. Xếp được Darius ngược bên với Zavan. Cho dù là bị Ari cấp năng lượng nhưng mà Darius vẫn kịp bổ chết Sen và đổi mục tiêu. Kata xử lý Kassante bằng những con dao của mình. Zavan úp lồng đẹp nhưng mà Kata cũng kịp lấy đi cái mạng của nó. Darius hồi máu lại và nhờ sự câu kéo của Sion nó bổ từng con tướng một. Từ Kai'Sa, Ari rồi đến Azir để mang cái top 1 về cho người xứng đáng. Chơi gì tiếc các bạn ơi, comment ở phía dưới cho mình đọc với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn leo rank vui vẻ. Met ihr.